Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì toan gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dâu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dâu. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dâu.
trong tim. Cha ơi cha già rồi, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Chân thành cảm ơn và mời các cụ chư vị sang bên nhà bên để xây nước xây dầu gia đình chúng tôi. Cảm ơn. Đến ngày mai 12 giờ ban tổ chức lễ tang và gia đình tổ chức đưa tiễn cụ ông tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Lại xin lại mời các chư vị các tín đồ Phật tử trong thôn về gia đình để tôn kính Phật ông tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình xin cảm ơn. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương.
những hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình đồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha. Cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đã yên muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Chữa bệnh chứ không ai chữa được mặt trời. Số phận của cô sống với cụ bà, với con, với cháu, với anh em trong dòng họ, cũng như tình cảm của bà con làng xóm đến đây. Cô không ở trên trần gian nữa mà cô về quy ẩn kiên tổ. Trong những khi cụ yếu đau nằm trên giường bệnh, được sự nâng giúp của cụ bà ngày đêm tình nghĩa phu thê, tình phụ tử, các con các cháu đi về cùng với người mẹ chăm sóc cha, mong cho cha
thêm một vài tuổi thọ để con cháu đi về được nương nhờ, nhưng số trời đã định không làm thế nào được, khóc cô không lấy lại được người cha người ông nữa. Và chúng tôi xin kính mong toàn thể con cháu trong gia đình, sự đùm bọc của anh em trong dòng họ, chúng ta hãy nén lòng để buổi lễ của cô được trang nghiêm. Kính thưa hương hồn cụ Trần Công Tảo, gian truân vất vả bao lần, sớm hôm lặn lội tạo tần vì con, một đời giữ trọn lòng son, mòn vai bạc áo để con nên người. Kính thưa quý vị, đúng là ngọt ngào, ngọt ngào tiếng mẹ bên tai, đông về gió lạnh buốt dài lạnh xương, mẹ cha ai cũng yêu thương, lời ru như gió đại dương thổi vào. Những phần thơ chân chất ấy mới chỉ có một phần nào nói lên tình thương yêu của cha mẹ dành cho con cháu, còn có những lời ru nói về công lao của cha mẹ giải bày một cách sâu xa hơn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Kính mời phụ bà cũng như toàn thể các con cháu chắc trong gia đình, các bác các anh chị trong dòng họ nội ngoại của gia đình, những người đã được chiều tang cụ Trần Công Tảo từ giờ phút này, chúng ta giờ đây tạm đứng dậy. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Công Bôn, trưởng tộc họ, đại diện cho dòng họ cũng như giúp đỡ cho gia đình, đến phát khăn tang cho cụ bà cũng như toàn thể con cháu chắc trong gia đình. Anh em trong dòng họ xin trân trọng kính mời ông Bôn. Nữa cha ơi, ai chỉ
con chào anh em lòng này. Giải quê xin mời cụ bà cùng con đẻ con cháu quỳ xuống. Nghe đọc chúc nguyện phục vi thượng hoàng.
thanh phần chúc. Xin chân thành kính mời cô bà cùng toàn thể con cháu chúng ta đi vào phía trong nhà. Vâng, cái linh cữu của cụ ông một vòng, sau đó một số con cháu chúng ta đệ đệ túc thực cái linh cữu của cụ ông và một số con cháu ra ra tiếp khách của các đồng hương các cụ đã trở về tới gia đình và đến tâm nhang cho nên thỉnh linh hồn của ông Trần Công Tảo. Các bác Thước và Ngọc tình hàng xóm với cô Tần ở
83 Trường Chinh Nam Định. Mặc dù đường xá xa, công việc bận rộn, nhưng tình cảm cho nàng ấy, các bác đã trở về tới gia đình rất hoàn công cho nén tâm nhang kính hương hồn phụ. Tình cảm sự hiện diện của các bác đã làm cho gia đình vơi đi nỗi sầu thảm bi ai. Xin tạ tấm lòng của các bác, xin trân trọng kính mời các bác trở lại bàn phòng khách phía bên ăn chầu của nước để hiểu con lời cảm tạ. Sống ở mỗi phương xa vời, được tin anh mất bồi hồi, em về anh đã đi rồi còn đâu. Đúng về đổ lời cho gia đình, tôi luôn xin ghi nhận tình cảm cho nàng của gia đình trong các bà năng số quỷ giàu là người em đã trở về cho ngắn tâm nhang kính hương hồn anh. Xin trân trọng kính mời trong các bà các bác trở lại bàn ô nước. Bà đang xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Minh là con gia của ông Bảo Hoàn, người con trai con dâu cả của cụ, tỏ thôn chính xác xa nhà, tình cảm sâu nặng không gian chi ở. Bà đã trở về trước bản văn cho nén tâm nhang kiếm hương hồn cụ, xin trân trọng kính mời bà. Cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không. Để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dại khờ, cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ, con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm
chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mơ côi. Cha ơi, cha bỏ con. Kính thưa hương hồn của Trần Công Tạo, kính thưa gia đình Thắng Tuyến, nhận được tin buồn của Trần Công Tạo, hội viên hội người cao tuổi xã Núi Thắng sinh hoạt tại chi hội thôn Thoát Đoài 250 về với tiên tổ. Thay mặt ban chấp hành hội người cao tuổi xã Núi Thắng, chúng tôi về đây con nén hương trầm để kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng Thắng Quyến, để tỏ lòng thương tiếc cụ, một hội viên cao niên đức độ đã có nhiều công lao xây dựng và đóng góp cho công tác người cao tuổi xã nhà. Thì gần dành một phút kỷ niệm cụ, một phút kỷ niệm bắt đầu. Lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Kính thưa ông Trần Công Bình, đoàn trưởng của đoàn đại biểu ban chấp hành hội người cao tuổi xã nhà, thưa các cụ trong đoàn, ban lễ tang cơ sở thôn Đoài chúng tôi vô cùng cảm kích và chúc đoàn rất tình cảm sự hiện diện của đoàn. Kính thưa hương hồn cụ Trần Công Tạo, kính thưa gia đình nhà Hiếu, kính thưa toàn thể nhân dân, trong tiếng nhạc bi ai réo rắt trước cảnh gia đình mất mát đau thương, bóng hạt xe mây tiếp bước dẫn đường từ biệt cháu con cũng về nơi tiên tổ. Mất mát của gia đình cũng là sự đau buồn mất mát của hội đồng ngũ chúng tôi. Hội đồng ngũ năm 1972, hội của những người bạn chiến đấu ở chiến trường miền Nam với anh Hoạt và con trai của cụ. Hồi chúng tôi trở về đây có nén nhang thơm, có vòng hoa tươi để kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng gia đình Thang Quyến. Một phút biệt ly nơi trần thế, ngàn năm xa cách cõi vĩnh hằng. Xin đề nghị anh em trong hội dành một phút mặc niệm, cái vụ phút mặc niệm xin được bắt đầu. Kính thưa ông Trần Xuân Thăng, đoàn trưởng của đoàn anh em hội đồng ngũ năm 1972 của với ông Hoạt, người con trai cả của cụ, đã từng ném mật nằm gai vỏ sinh ra tờ trong cuộc kháng chiến trường kỳ thần thánh chống giặc Mỹ xâm lược, giành độc lập tự do, giải phóng dân tộc. Trên 40 năm nay đất nước ta được thanh bình, hôm nay bỗng tin buồn đột ngột người thân phụ của bạn mình qua đời. Đoàn nó trở về trước bàn vong dân án tâm nhang vòng hoa tươi kính hương hồn cụ, đúng là dù cho nước chảy đá mòn, nghĩa tình đồng đội đồng ngũ cùng hương ngũ Hoạt, người con trai cả của cụ vẫn còn giữ nguyên. Đúng vậy, xin đa tạ tấm lòng đoàn, xin trân trọng kính mời đoàn trả lời bàn phòng khách nhà viên An Chầu uống nước. Tôi về đây tôi có mấy lần viếng ông, tôi ông tình nghĩa thông gia, buồn vui thế kỷ thiết tha trong đời, nhờ đâu vật đổi sao rời, đáng yên ông bỏ quay đời ra đi, xa nhau còn biết nói gì, ông vương cái việc chia ly đôi đường,
nhớ ông trong già vẫn luôn thương ông có đất nằm xuống một mình cũng về nói lời cho gia đình. Theo đó xin chân thành cảm ơn cả tấm lòng con mặt đẹp là thông gia cùng con các bà anh em trong dòng họ nội ngoại của ông và con cháu trong gia đình từ quê hương Hải Hậu đã trở về dâng nhắn tâm nhang tín ngưỡng hồn người thông gia Trần Công Tảo. Xin trân trọng kính mời ông bà và các bác anh các chị các cháu trở lại bản cô nước. Tiếp theo phần tế viếng và lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông bà ngự tại thôn đoài và làm lễ dâng hương hoa kính hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin chân thành cảm ơn cả tấm lòng con bà quản mến là người thông gia với ông bà cầu ngoài con trai con dâu thứ của cụ từ tỉnh Điện Biên sau khi nhận tin buồn đột ngột quê nhà của ông qua đời ông bà quản mến đã có đức tâm nhang gửi về cho nên kính hương hồn cụ. Cho tôi xin chân thành cảm ơn cả tấm lòng các bác ở nhà đã đại diện cho ông bà quản mến đã vào làm lễ dâng hương. Trần gian các con gọi cha ơi hỡi cha ơi giờ cha ở nơi đâu nắng dãi và mưa dầu con tìm đâu thấy được cha đi nhà vắng vẻ từ ngày nay cha ơi nhớ thương cha không nguôi kể sao cho xiết được thương cha từ thủa trước bao công việc khó khăn chẳng quản ngại nhọc nhằn cha thức khuya dậy sớm nuôi chúng con khôn lớn vất vả lắm cha ơi nay cha đã qua đời con chưa đền đáp được chắp tay con quỳ trước linh hồn cha cha ơi nơi suối vàng xa xôi mời cha về thượng hưởng. Phần hương
cơm chiều cho cụ Trần Công Tảo đã được hoàn tất. Xin mời toàn thể gia quyến lại trở về vị trí để đón tiếp khách. Với quý tấm lòng của các quý vị, quý cơ quan, hữu quan, toàn thể bà con làng xóm trở về thăm viếng cụ và chia buồn cùng các quyến. Cụ đã qua đời. Hôm nay tri hội tổ chức đến gọi là có nén hương không, xin kính viếng hương hồn cụ và có lời chia buồn cùng gia quyến. Vĩnh biệt cụ, một phút mặc niệm bắt đầu. Chi cục thuế huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên cùng các ông các bà trong chi cục, thay mặt cho gia đình cũng như ban tổ chức lễ tang, chúng tôi vô cùng xúc động. Một lần nữa thay mặt cho gia đình, ban tổ chức lễ tang xin được trân trọng cảm ơn đoàn, trân trọng kính mời đoàn lưu lại phòng khách nhà bên ngồi sơi nước để gia đình con cháu chúng tôi có lời cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của lớp lý luận chính trị tỉnh Điện Biên, nơi mà cháu của cụ công tác học tập, con em tâm nhân vòng hoa tươi đã gửi về, cho nên kính viếng hương hồn cụ. Chúng ta xin chân thành cảm ơn tấm lòng vị ở nhà đã đại diện cho lớp lý luận chính trị Điện Biên đã vào làm lễ dâng hương. Nơi mà ông cầu người con trai của cụ công tác học tập và sinh sống.
đọc hẹn tâm nhang vòng hoa tươi gửi về cho nên kính những hồn cụ và chia buồn cùng các quyến. Tôi đã xin chân thành cảm ơn các vị ở nhà đã đại diện cho cơ quan quán cầu và làm lễ dâng hương. Công tạo thưa gia đình đáng quyền, kính thưa mọi người đã hiện diện trong buổi lễ tang đầy đau thương xúc động này. Cô Trần Công Tạo lúc sinh thời, cô là người hiền lành đức độ, là một người chồng thủy chung, người cha, người ông mẫu mực kính yêu, có đầy tình thương yêu bao la đối với con cháu thấp. Để tỏ lòng thương nhớ và vĩnh biệt lần cuối cùng trước lúc cụ đi xa, đề nghị đoàn dành một phút tưởng nhớ người đã đầu.
nhớ giờ và kính mời gia đình cháu Khi và gia đình hai cháu Thản Phượng tại thôn Đoài và làm lễ dâng hương kính hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
cũng đến thắp hương một tuần, hương hoa dâng kính một tuần. Cụ nay xa vắng cõi trần thấu cho, vĩnh biệt người anh, người bác, gia đình em Lộc cùng các con trong gia đình. Trở về phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn anh, kính viếng hương hồn bác. Xin trân trọng kính mời. Bài lưu lại bởi chầu bởi nước. Kính thưa linh hồn ông Trần Công Tảo, kính thưa gia đình ca chủ, anh em chúng con là bạn với ân thiết với con trai của cụ. Nay chúng con được tin cụ 250 về với tiên tổ, anh em chúng con có nén nhang thơm, vòng hoa tươi tới để vĩnh biệt thêm mùa đông cùng chia buồn với gia đình để tỏ lòng thương tiếc. Thì toàn thể anh em hãy dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Chúng tôi xin một mời vị đại diện các đoàn lên dâng hương kính viếng. Kính thưa hương hồn cụ Trần Công Tảo, từ đây cách biệt âm dương, cùng về Tây Trúc biết phương nào tìm. Hãy dành một phút lặng im, ngậm ngùi thương tiếc trong tim mỗi người, để tưởng nhớ cụ nay 250 về già. Xin mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Trần Công Tảo. Hôm nay cụ về chín suối cõi tiên, cụ để cho chúng tôi là lớp xóm với gia đình ông bà Hoạt, người con của cụ nỗi niềm nhớ thương. Chúng tôi trở về đây xin dâng kính cụ thuần hương, thành lòng vĩnh biệt trên đường cụ đi. Đã gửi và trở về dâng hương kính kính hương hồn cụ, xin mời lưu lại để bài chầu và nước. Sự đầu của gia đình ban tổ chức đã đang trân trọng cảm ơn đoàn, xin mời quý đoàn lưu lại để bài chầu và nước. Về trước linh sàng của cụ và cử hành lễ viếng. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên điều hành lễ viếng và có lời phân ưu cùng tăng quyến. Xin trân trọng kính mời. Mở đầu chương trình lễ viếng, xin trân trọng giới thiệu chi hương thay mặt cho đoàn lên thắp quần heo. Kính thưa hương hồn người đã khuất, kính thưa gia đình nhà Hiếu, hôm nay được tin cụ Trần Công Tảo 250 về với tiên tổ. Anh em chúng con là những người đồng ngũ năm xưa cùng chung một chiến hào với anh Giảo, con trai của cụ. Hôm nay có nén hương thơm, có vòng hoa tươi, có tấm lòng thơm thảo của những người con đến với gia đình, được chia buồn cùng với gia quyến, để gửi lòng mình về nơi miền suối. Anh em chúng con xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chúc cụ yên giấc ngủ ngàn thu. Thật đúng là nghĩa tình đồng đội sắt son, như cây một gốc, như con một nhà, vô cùng xúc động, xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình hiếu cụ, chúng con là hội đồng môn khóa 70-71 với con dâu của cụ là Trần Thị Viễn. Nay được tin cụ 250 về già, chúng con có vòng hoa tươi và có nén hương thơm để kính thưa hương hồn cụ, mong cụ yên giấc ngủ ngàn thu. Để tỏ rõ tấm lòng với những người đã khuất, tôi đề nghị anh chị em trong lớp dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
trôi qua, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Gia đình của nhân tổ chức tang xin chân thành cảm ơn ta tấm lòng đoàn. Người bạn, người hàng xóm của bà Tần tại Nam Định.